Lý Trung Quy đang tỏa ra áp đảo so với cả bên Sen Long. Ui giời, đập cho luôn người là có thật. Bá Học chơi si. Và bên kia là ai nhỉ? Nam và gì? Ui giời. Lý Trung Quy đây. Bên này có Lý Trung Quy anh em ạ. Gặp ấy chứ, gặp Chen Long chứ. Bên kia Chen Long. bên kia Chen Long, trong này là Lý Trung Quy, bên ngoài có Linh Đan rồi. Đấy, hôm nay đủ bộ ba đấy. Này là đánh Olympic là Trung Quy là gặp lại Trần Long à? Ai sợ. Kéo nhá, bây giờ kéo từ ngoài. Cầu ngoài sân. Máy ra sao này? Quả kéo nhá. Ngắn. Ba bốn. Ngoài sân. Tỷ số 4 đều anh em nhá. Ai giờ lại ngoài tiếp. Vẫn đang khỏe quá và áp lực hơi có vẻ hơi áp lực từ phía khán giả. Khiến cho Lý Trung Quy đang hỏng khá nhiều. Ngoài sân. Ngoài nhiều ấy. Quả đấy ngoài nhiều. 5 đều. Tốt. Giờ mới là cầu trong. Điểm 6-5. Hay quá. Nhanh nhỉ. Đây là bá học chứ. Nhưng mà cái này cứng mà. Cái này cứng vai. Đây là bá học. Đây là vượt nhẹ. Cứng thân nhưng mà vượt nhẹ. Thân nhờ có vẻ. Úi 300 anh em. Khét nhờ. Không bằng tay anh Khoa cửa là chính xác. Không bằng được đâu. Không bằng Khoa là khét nhờ. Cháy mẹ máy rồi. Cháy cả máy. Khét. Anh Khoa. Anh Khoa bình luận với anh em thả tin đi. Tốt nhỉ. Bá học. Đây là bá học quốc học loại rồi. Bá học. Yeah. Anh vừa nói quốc học. Anh vừa quốc học. Chết cứ nói nhầm này toi. Lý Trung Quy và anh ấy cứ nói nhầm như này. Tốt thế nhỉ, đập cầu. Nét chê nhỉ. Qua nét. Bên kia là Thu Nguyên. Thu Nguyên à? Thu Nguyên với gì? Thu Nguyên với Lại Nam. Lại Nam và Thu Uyên. Và bên này là Lý Trung Quy và JC. Bên kia là Chen Long. Đấy, Chen Long bên kia là Chen Long và Thu Uyên. Đập cậu. Đập lừa. Một pha đánh lừa khán giả đến từ Lý Trung Quy. Bên kia nhìn điểm số. Khả năng đứng sang bên kia là lấy điểm số nhỉ. Sang với bên kia nhìn thấy điểm số nữa. Đấy, những người này. Quá nhanh. Tiếp tục quay trở lại với trận đấu. 11-8. Lý Trung Quy vẫn đang dẫn trước anh em ạ.
đập cầu quá tốt. Điểm 49. Lý Trung Quy đang tỏ ra áp đảo so với cả bên Sen Long. Ui giời, đập cho lùn người là có thật. Bên này đang khai thác quá tốt vào bạn nữ. Rồi, tiếp tục. Ở ngoài sân. Lý Trung Quy đang tỏ ra quá áp đảo. Cầu qua lưới. Rất tốt. Sân. Bên của Sen Long vẫn đang rất quyết tâm cố gắng lật ngược kèo, cố gắng lội ngược dòng. Tỷ số 14-20. Cầu ngoài sân vẫn còn 15-20. Cơ hội là vẫn còn, tuy không nhiều nhưng mà vẫn cứ phải cố gắng thôi. Tiếp tục 16-20. Lợi thế tâm lý là đang là tốt. Bên của Lý Trung Quy có vẻ đang có phần chủ quan. Sáu không. Rồi, kết thúc set 1 với tỷ số 21-16 nghiêng về bên của Lý Trung Quy Việt Nam. Tiếp tục là quay trở lại set thứ hai, set đấu giữa chung kết giữa Lý Trung Quy và Sen Long. Sự cầu tốt. 1-2. Thật may mắn đã đứng về phía của Sen Long. Lại làm lại một pha nhưng mà tiếc cái cầu ngắn. Hai ba. Cầu quá tốt. Thank you.
Cầu ngoài sân. Tầm này đã là hơn 12 giờ rồi nên là thể lực ảnh hưởng rất là nhiều. Các vận động viên đang khá là đói rồi. Quá dẻo, bất lực rồi. Bên kia, cặp đôi bên kia cả hai đều nhỏ con nhưng mà cầu rất dẻo. Cầu không qua lưới. Rồi, khả năng là nhiều khả năng là trận chung kết sẽ khép lại với hai set đấu thôi. Rất mệt rồi. Tâm lý đang đè nặng lên vai của cặp đôi Chiến Long Việt Nam. Không thể đỡ nổi. Lee Jung Woo hoàn toàn kiểm soát thế trận và làm chủ trận đấu theo cách chơi của mình. Hết. Rồi trận đấu tiếp tục quay trở lại. Tỷ số tại đang là 11-4. Nghĩa có màn nhiều dạo hay không? Rồi, cố gắng lên. Sốc lại tinh thần và chiến đấu ạ. Cố gắng thắng trận này thì sẽ có thêm được một trận nữa để phân định thắng bại. Khoảng cách này chỉ còn là 6 điểm thôi. Còn nguyên. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nữ bên kia quá nhanh. Cầu trong sân. Ui xời. Không qua lổi được hàng tiền vệ. Người 4-5. Sút. Nhanh thế nhỉ. Bên kia quá nhanh. Không thể đỡ nổi. Cả hai tay vợt ở bên phía của Lee Jung Woo đều cực kỳ tốc độ. Nhanh như sóc. Áp đảo quá. Cố gắng lên. Cầu không qua lưới. 6-6. 30 chưa phải là Tết. Cơ hội là vẫn còn. Chắc chiu từng quả một.
rất tốt. Sút luôn. Hiền quá cố đấy. Oh! Rất hay. 97. Có hai line mang về rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Rất cố gắng. Mọi thứ đang là rất khó khăn. Cái cần nhất lúc này là một bình oxy để Xen Long có thể quay trở lại với cả trận đấu. Đi chung quay tỏ ra khá là toàn diện nên là chưa có điểm yếu để có thể khai thác. Còn Nguyên cố gắng lên, cố gắng đánh chậm lại để chờ cơ hội. Ui giời, không thể được nữa rồi. Rất khó để đội bạn sơ hở và khai thác. Dẻo thế nhỉ, quá dẻo. Còn Nguyên, đói cầu thôi hay. Mười mười tám. Hai quả highlight rồi. Mười một tám. Mười một mười tám. Quyết tâm chiến đấu và không từ bỏ. Xong rồi. Vào đúng tầm vừa miếng của JC. JC bắt lưới rất tốt. Trong khi Bá Học thì bao sau, bao toàn sân, kiểm soát toàn sân cực kỳ tốt luôn. 20-11, quá khó. Cầu trong sân đi, cầu ngoài à? Cứ tưởng là quả ở trong rồi. Trận đấu khép lại với hai set toàn thắng.